Bẩm phu nhân, tiên nữ là người xa xứ đến đây để bán cam, mời bà dùng thử. Cam này giá bán bao nhiêu, cô cứ nói. Cam này có hai loại, phu nhân muốn dùng loại nào? Ý của người bán thì sao? Ý của người bán muốn khách hàng nên hiểu rõ, nếu muốn dùng cam phải biết chữ tứ tam và biết câu nhị ngũ. Lời nàng thật hy hữu, tứ tam ra sao cô hãy nói mau cho ta được rõ. Nếu như phu nhân muốn biết cam này lai lịch trước sau thì xin phu nhân hãy bãi hết người hầu bên cạnh. Quân bay, ta bãi hết quân hầu, cấm không được vào ra khi chưa có lệnh đó nha. Xong rồi đó, ta miễn lễ người bán cam hãy đứng lên. Nào, tứ tam ra sao, cô hãy nói mau cho ta được rõ. Nếu như phu nhân muốn biết về quả cam tứ tam, xin phu nhân cho tiện nữ nói trước quả cam nhị ngũ. Chữ nhị đây là chữ lưỡng, lưỡng đây là lưỡng nghi. Đầu tiên phải có thái cực mới sanh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sanh tứ tự, có trời, có đất, có chúa, có tôi, có cha, có mẹ, mới có vợ, có chồng. Đó là chữ nhị. Còn ngũ đây là ngũ luân, nhân lễ nghĩa trí tính. Còn chữ tam đây là tam tòng tứ đức, tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Còn tứ đức là công dung ngôn hạnh, có phải vậy hay không? Khen cho phu nhân kinh sử lão thông, nhưng tôi lại trách phu nhân. Nàng trách ta? Ta lỗi gì? Vì phu nhân không phân biệt được đó là bờ trống và bến đục. Lời nàng nói ta chưa hiểu ý. Phu nhân, đây hai quả cam, một vinh và một nhục. Theo ý phu nhân, bà nên chọn loại cam nào? Nàng là ai, thân phận ra sao?
có dụng ý gì trong tứ nam nhị ngũ. Nàng là ai? Là kẻ lăng thang. Nhưng như tôi giữ câu đạo lý, lòng dân trong sáng, không để bụi công hầu làm mờ gương trong. Thanh cam, tinh hiền tỷ Tạ Ngọc Dung bút ký. Tạ Ngọc Dung, phụ thân trót nghịch quân đại phản, chiếm ngai vàng tiếng xấu đồn xa. Chị em mình tìm cách cứu cha, khỏi phải án tru di cửu tộc. Tru di muốn được thế, mũi phải trói chồng, quân tứ trân về triều khỏi tội. Án dương chờ đợi, mũi khá hồi ấp, tình hiền tỷ Tạ Ngọc Dung bút ký. Tạ Ngọc Dung hiền tỷ, giờ
phải làm sao đây? Và giờ này tôi đã cao, em phải làm sao? Lòng nào em nhẫn tâm giữa cầu cằn này, một đời vì nước vì dân, không để cho cha của mang câu bất trung phản quốc.